Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechina. Trong video lần trước mình có bình luận về top 5 người mạnh nhất của Tinh Thần Biến video 1. Ở video này mình sẽ nói thêm một video. Về Tinh Thần Biến, top 5 người mạnh nhất Tinh Thần Biến. Vậy Tần Vũ có mạnh nhất trong Tinh Thần Biến? Hay hắn đứng ở vị trí thứ hạng bao nhiêu trong Tinh Thần Biến? Thứ 6 là Lôi Phạt Thiên Tôn Chu An. Lôi Phạt Thiên Tôn tên thật là Chu An. Ông là người trở thành Thiên Tôn thứ 2. Chu An đến từ gia tộc Chu Gia, một trong 8 đại gia tộc mạnh nhất thần giới. Sau chuỗi ngày quay tay tu luyện của mình, Chu An được Lâm Mông nhận làm đệ tử. Đồng thời ông ấn định thời gian cho Chu An có thể đạt đến cấp độ Thiên Tôn. Với sức mạnh cực kỳ bá đạo đến từ trong cơ thể, kèm theo trong tay có một linh bảo Thiên Tôn Nguyên Tội Kiếm, Chu An chỉ cần đánh nhả cũng có thể giết chết được một thần vương. Ông ho nhả kể cả Tiêu Diêu Thiên Tôn hay Sa Hầu Thiên Tôn cũng chưa phải là đối thủ. Nếu xếp theo thứ tự về nhân vật đột phá Thiên Tôn, danh hiệu Thiên Tôn chỉ có vài người sở hữu, mà Tiêu Diêu Thiên Tôn là thứ 3, Sa Hầu Thiên Tôn là thứ 4. Vậy chắc chắn Lôi Phạt ở vị trí thứ 2 sẽ mạnh hơn các Thiên Tôn mới đột phá. Tuy nhiên Lôi Phạt Thiên Tôn có một bước đi sai lầm của đời mình, đó chính là dám bật đánh nhau với Tần Vũ nhân vật chính. Thứ 7 là Phiêu Vũ Thiên Tôn Khắc Lôi Duy Cách. Khắc Lôi Duy Cách chính là người đầu tiên đột phá trở thành Thiên Tôn. Ông có danh hiệu Phiêu Vũ Thiên Tôn. Xuất thân của Khắc Lôi Duy Cách là một bí ẩn chưa được hé lộ, chỉ biết ông được Lâm Mông cho làm Thiên Tôn, đồng thời được giao nhiệm vụ rất quan trọng trong những việc duy trì trật tự vũ trụ. Ngoài ra Khắc Duy Lôi Cách chính là đệ tử của Lâm Mông, ông cũng là Thiên Tôn mạnh nhất trong tất cả các Thiên Tôn. Thứ 8 là Tần Vũ nhất cấp trưởng không giả. Mặc dù Tần Vũ là nhân vật chính, nhưng hắn lại không phải là người mạnh nhất trong bộ này, hắn chỉ là một người phàm bình dân, may mắn có nhiều cơ duyên mà trở thành người mạnh thứ 3 trong Tinh Thần Biến. Tần Vũ được sinh mệnh thần vương Tà Thu My sắp đặt số phận là có được một giọt lưu tinh lệ, còn giọt lưu tinh lệ của Tà Thu My chết được chuyển giao cho Lập Nhi. Tần Vũ nhờ có lưu tinh lệ và phát triển linh hồn, kèm theo hắn gặp được Lôi Vệ có công pháp Tinh Thần Biến. Thậm chí Tần Vũ còn may mắn có một số bảo vật giúp đỡ trong quá trình tu tiên như Nghị Ương Tiên Phủ, Vạn Thu Phổ, Khương Lan Giới. Có thể nói Tần Vũ là một trong những người chuyên gia đánh vượt cấp, đối thủ ở trình độ ngang cấp không bao giờ có cửa đánh được Tần Vũ. Tần Vũ thời ở trình độ thượng bộ thiên thần đã đánh nhau với một số thần vương sơ cấp phổ thông, khiến các thần vương bị đánh chạy hết. Kể cả thần vương mạnh nhất muốn giết Tần Vũ chưa chắc đã làm được. Do trong lần Tần Vũ cướp dâu, hắn mang Lập Nhi chữa 13 vị thần vương. Sau này khi Tần Vũ đạt đến cấp độ thần vương, may ra chỉ có tu là thần vương hoặc thiên tôn mới có thể về đánh Tần Vũ. Sau này Tần Vũ đã sáng tạo ra một vũ trụ riêng của bản thân, hắn có thể dễ dàng đánh nát các bảo vật của các thiên tôn. Và Tần Vũ chính là người thứ 3 sáng tạo ra vũ trụ có tên là Tần Mông Vũ Trụ, đồng thời được ghi trên bảng xếp hạng thứ 3 Hồng Mông Kim Bảng. Mà theo quy định của Hồng Mông Kim Bảng chỉ có thể 4 người ghi chép sáng tạo ra vũ trụ đầu tiên. Còn về sau toàn bộ những ai sáng tạo ra vũ trụ mới chỉ đều giữ chức trưởng khống giả phổ thông, vẫn bị Tần Vũ trưởng khống giả cai quản. Ngoài ra Tần Vũ sẽ được bất tử nếu các hành tinh vũ trụ do Tần Vũ sáng tạo cũng bị hủy diệt hết toàn bộ. Hắn còn có thể nhìn trước được tương lai của những người đang sống trong vũ trụ mình tạo ra. Thứ 9 nhất cấp trưởng không giả Lâm Mông. Lâm Mông là người sáng tạo ra một vũ trụ, mà vũ trụ này chính là nơi Tần Vũ sinh sống. Xét về cấp bậc khi Tần Vũ cũng lên nhất cấp trưởng không giả, thì quan hệ vai vế Tần Vũ phải gọi Lâm Mông làm nhị ca. Lâm Mông thời xa xưa chế tạo ra bản thể Hồng Mông chi thân, anh đã được ngăn cách vũ trụ tiến vào Hồng Mông không gian, gặp được Hồng Mông chỉ dẫn sáng tạo ra vũ trụ riêng cho bản thân. Nên Lâm Mông mới có thể trở thành người thứ 2 viết trên Hồng Mông Kim Bảng. Mà vũ trụ do Lâm Mông chế tạo rất chi là kiên cố, có tên là Lâm Mông Vũ Trụ. Cả bộ phim Tinh Thần Biến chính là diễn ra trong vũ trụ Lâm Mông Vũ Trụ. Thứ 10 mạnh nhất nhất cấp trưởng khống giả Hồng Mông. Ông là người đầu tiên chế tạo ra Hồng Mông không gian, sau đó chế tạo tiếp ra một vũ trụ đầu tiên có tên là Hồng Mông, đồng thời cũng là người đầu tiên nằm trong bảng xếp hạng Hồng Mông Kim Bảng. Tất nhiên xét về cấp bậc trên Hồng Mông Kim Bảng giờ đang có 3 cái tên: Hồng Mông, Lâm Mông và Tần Vũ. Cảm ơn anh em đã xem hết video.